xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Án chung thân cho người thường nhậu nhẹt gây sự đánh hàng xóm tử vong. An Giang, điểm check-in rực rỡ sắc màu trên làng bè. Cùng chuyên mục Điều gì đang xảy ra, tìm hiểu về hệ lụy khi xem bói mua bùa trên mạng xã hội. Đào Duy và Bích Hồng xin được kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nóng 24 giờ. Nóng nhất hôm nay được dư luận cả nước quan tâm, đó chính là vụ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng với đồng phạm. Nhiều người nổi tiếng từng bị bà Hằng công kích xúc phạm cũng đã đến phiên tòa. Đáng chú ý hôm nay còn có vụ bắt cóc bé gái 2 tuổi và nạn nhân không may đã tử vong. Nhiều cập nhật mới sẽ lần lượt được chuyển đến quý vị trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ là thời lượng của phần tin nóng. Sáng ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Liên quan đến vụ án, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như Vi Oanh, Trương Thị Việt Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đình Kim có mặt tại phiên tòa. 6 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, ông Huỳnh Uy Dũng, ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. Sau 18 tháng bị tạm giam, hôm nay 21 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm ra tòa, gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chồng bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, cũng sẽ được tòa triệu tập đến phiên xét xử với tư cách tố tụng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo hồ sơ vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát đều xác định không có cơ sở xác định ông Dũng đồng phạm giúp sức cho bà Hằng. Ông Dũng có mặt sau khi bà Hằng đã chấm dứt việc phát ngôn xúc phạm. Buổi livestream đặt tên một số cá nhân làm tên chó đua ngựa đua kết thúc, ông Dũng mới biết sự việc. Công an và viện kiểm sát đánh giá hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng đã cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự, nên không xem xét xử lý về tội làm nhục người khác hay tội vu khống. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng luật sư và ca sĩ Vi Oanh đã có mặt tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng vào sáng 21 tháng 9. Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận tại tòa. Lúc 7 giờ 50 phút sáng 21 tháng 9, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm. Khoảng 3 phút sau, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, cũng đến dự phiên tòa. Ghi nhận, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến tòa cùng với luật sư bào chữa, còn ca sĩ Vi Oanh đến một mình. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động để giữ an ninh trật tự tại phiên tòa xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước cổng tòa được dựng hàng rào hạn chế giao thông. Bà Nguyễn Phương Hằng đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vi Oanh và nhiều nghệ sĩ cá nhân khác. Ngày 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm tuyên án bị cáo Huỳnh Văn Hoàng, 53 tuổi, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân là người phụ nữ hàng xóm bị đối tượng dùng khúc gỗ đánh liên tiếp 20 cái vào đầu dẫn đến tử vong. Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 120 triệu đồng, chi phí chữa trị, tiền mai táng và tổn thất tinh thần. Theo cáo trạng, Hoàng và bà Trần Ngọc Phượng, 60 tuổi, là hàng xóm, nhà cách nhau khoảng 50 mét, hai bên thường xuyên mâu thuẫn, cự cãi nhau. Khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 3, sau khi uống rượu về, Hoàng có lời qua tiếng lại, cự cãi với bà Phượng về việc trước đây bà nuôi vịt có mùi hôi, ảnh hưởng đến gia đình Hoàng. Lúc này bà Phượng và Hoàng mỗi người cầm một đoạn gỗ xông vào đánh nhau. Bà Phượng đánh trúng tay Hoàng, Hoàng cầm đoạn gỗ đánh trúng vùng đầu làm bà Phượng té ngã xuống đường. Hoàng tiếp tục dùng đoạn gỗ đánh liên tục vào vùng đầu của bà Phượng làm bà nằm bất động. Đến khi vợ Hoàng phát hiện chạy đến can ngăn thì Hoàng mới dừng lại. Bà Phượng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó. Tại tòa,
bị cáo Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai nguyên nhân xảy ra vụ việc là do trước đây giữa bị cáo và bị hại xảy ra mâu thuẫn đã nhiều năm, thường xuyên cự cãi. Theo gia đình bị hại, mỗi khi đi nhậu về, Hoàng thường lớn tiếng chửi bới cả xóm, chứ không riêng gì bà Phượng. Còn đây là người phụ nữ 47 tuổi làm giả thẻ nhà báo, giới thiệu là phó tổng biên tập, lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng, rồi dùng tiền mua xe hơi, mua vàng, phẫu thuật thẩm mỹ và tiêu xài cá nhân. Ngày 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã xét xử sơ thẩm vụ án này, tuyên phạt Nguyễn Thị Vân Anh 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu con dấu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù. Theo hồ sơ, đầu năm 2021, Nguyễn Thị Vân Anh cần tiền tiêu xài cá nhân và phẫu thuật thẩm mỹ nên đã nảy sinh ý định lừa lấy tiền của người khác. Đối tượng lên mạng xã hội đặt mua một thẻ nhà báo giả. Sau khi có thẻ nhà báo giả, Vân Anh đi gặp dân để tác nghiệp, đưa thẻ cho nhiều người xem và tự giới thiệu là phó tổng biên tập cổng thông tin điện tử khu vực miền Trung của một tờ báo lớn. Vân Anh cũng nổi với mọi người rằng bản thân có quan hệ rộng với các sở ban ngành từ địa phương đến trung ương, có thể giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Người dân tin tưởng đã giao giấy tờ và tiền cho Vân Anh. Đối tượng thuê người làm 28 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trao cho người dân. Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, đối tượng đã lừa chiếm đoạt của 5 người tổng số tiền hơn 12 tỷ 500 triệu đồng. Trước khi diễn ra phiên tòa, bị cáo đã tác động với người thân khắc phục cho các bị hại được 5 tỷ 500 triệu đồng. Công an thành phố Cà Mau tạm giữ hình sự Triệu Văn Hiếu, tên gọi khác là Hiếu Cục, 41 tuổi để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, Hiếu Cục là đối tượng bắn 3 phát súng ở bến xe khách Cà Mau vào chiều 18 tháng 9 gây náo loạn trong khu vực, khiến cho người dân hoang mang, lo lắng. Vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 18 tháng 9, một nhóm người nói chuyện với nhau tại bến xe khách Cà Mau, sau đó mâu thuẫn cự cãi. Triệu Văn Hiếu cùng một số người khác ngồi nhậu gần đó đến theo dõi. Đứng xem một lúc, mâu thuẫn càng tăng và lan ra nhóm người Hiếu Kỳ đến xem. Hiếu cầm súng rulo nhảy vào tấn công một người đàn ông, nổ 2 phát súng. Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Hiếu chạy đến hướng cổng ra của bến xe, tiếp tục bắn thêm một phát súng rồi rời khỏi hiện trường. Nạn nhân bị thương tích nhẹ, xây xác dùng gối trái và vai do bị đánh và té ngã, không phát hiện thương tích do súng gây ra. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an thành phố Cà Mau giao cuộc điều tra xác minh. Đến ngày 20 tháng 9, Triệu Văn Hiếu ra trình diện, thừa nhận hành vi vi phạm. Đồng thời Hiếu khai nhận nơi đã quăng súng phi tang. Trong ngày 20 tháng 9, lực lượng công an đã tìm thấy và thu giữ súng, bàn giao vụ việc cho Công an thành phố Cà Mau điều tra theo thẩm quyền. Trên màn hình quý vị đang theo dõi là chân dung nữ nghi phạm bắt cóc bé gái gần 2 tuổi ở Hà Nội đang bị cơ quan chức năng truy bắt. Đối tượng tên là Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, chưa lập gia đình, cũng chưa có tiền án tiền sự, từng tốt nghiệp một trường sư phạm đi giúp việc nhà đưa đón bé gái. Sáng ngày 20 tháng 9, người dân phát hiện thi thể cháu bé ở mương nước trên địa bàn của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Chiều 19 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận thông tin từ Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, đề nghị hỗ trợ điều tra một vụ bắt cóc trẻ em. Nạn nhân là một cháu bé 21 tháng tuổi, nữ giúp việc của gia đình đi đón bé ở trường mầm non, sau đó đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng tiền chuộc. Gia đình đã đưa 350 triệu đồng cho người này. Cơ quan chức năng xác định, đối tượng là Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và đang tổ chức vây bắt đối tượng. Trên địa bàn phường Tân Kiển, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản táo tợn, nhiều nạn nhân đã trình báo với cơ quan công an. Tuy nhiên đến nay thì nhiều vụ vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, đáng lo ngại là tình trạng trộm cắp lại còn gia tăng. Theo đó, rạng sáng ngày 19 tháng 9, tại một cửa hàng spa trên đường số 37, phường Tân Kiển, bị người đàn ông đột nhập vào tầng 1, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị hơn 100 triệu đồng, gồm một iPad, một MacBook, một điện thoại di động. Nạn nhân là chị Hà Thị Hồng Thơm, 27 tuổi, đồng thời là chủ spa. Ngay sau đó, chị Thơm cùng người thân đến công an phường Tân Kiển trình báo. Ngày 20 tháng 9, lãnh đạo công an phường Tân Kiển xác nhận trên địa bàn có xảy ra sự việc nêu trên, đồng thời cho biết đã cho cán bộ xuống hiện trường xác minh, xử lý. Trước đó, ngày 11 tháng 9, tại một tuyến hẻm trên địa bàn phường Tân Kiển cũng xảy ra vụ cướp giật dây chuyền vàng. Nạn nhân là bà Trần Thị Ngọc Lan, 57 tuổi, ngụ quận 7. Bà Lan và người thân cho biết, tuyến hẻm nêu trên thường xuyên xảy ra nhiều trường hợp cướp giật nghiêm trọng, nhưng chính quyền và địa phương chưa có giải pháp quyết liệt, triệt để.
Chuyển sang thông tin liên quan đến cháy nổ xảy ra tại quán karaoke Lâm Hiền 2 của đường Mạc Đình Chi, thị trấn Phước An, huyện Krông Park của tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy quán karaoke trên xảy ra do chập điện tại tiền sảnh phòng khách rồi cháy lan đến các phòng lân cận. Vụ cháy xảy ra vào giữa trưa vắng khách, rất may không có thiệt hại về người. Khoảng 11 giờ ngày 20 tháng 9, quán karaoke Lâm Hiền 2 bất ngờ bốc cháy dữ dội, nghi ngút khói, bao trùm cả khu phố. Nhân viên trong quán và người dân sống quanh đó đã dùng nước dập lửa, nhưng đám cháy lan quá nhanh. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp công an huyện Krông Park đã điều 7 xe chữa cháy và hơn 230 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Do ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao bao trùm cả khu phố, các chiến sĩ chữa cháy phải mang bình giữ khí để tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng cũng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác chữa cháy. Bên ngoài, người dân theo dõi rất đông. Đây là quán karaoke lớn nhất huyện Krông Park với 10 phòng hát và 21 bàn bia. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị khán giả, ở miền Tây có rất nhiều cách để mua bán giao thương độc lạ mà các tỉnh thành khác không có. Và một trong số đó là cách mua bán cua đấu giá. Việc mua bán nằm trong một quán cà phê ven quốc lộ 63 dưới chân cầu Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Hàng chục thương lái đấu giá để thu mua cua biển từ nông dân. Tại chợ trời đấu giá cua này có khoảng 30 thương lái và chủ vựa thu mua cua đang ngã giá để bán đi các tỉnh thành trong khu vực. Theo các thương lái, giá cua năm nay giảm hơn so với cùng kỳ. Cụ thể, cua gạch có giá dao động 450 đến 500.000 đồng trên 1 kg, giảm hơn 100.000 đồng trên 1 kg. Cua tứ loại 4 con trên 1 kg có giá khoảng 170.000 đồng trên 1 kg. Lý do giá cua giảm là do cua gạch không xuất sang Trung Quốc được nên giảm. Nếu xuất khẩu cua gạch sang Trung Quốc được thì giá cao. Người dân sống tại đây cho biết, mô hình chợ trời đấu giá cua chỉ xuất hiện gần đây cho người buôn bán cua rất sum tụ. Mô hình này không chỉ thương lái được lợi mà nông dân cũng được lợi. Vì thương lái bán được giá cao thì họ sẽ tập trung mua những loại cua ngon như vậy với giá cao để bán có lời hơn. Nói về mô hình này, ông Võ Hoàng Nguyên, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thuận cho hay, Vĩnh Thuận không có diện tích chuyên nuôi cua mà chủ yếu cua nuôi xen canh chung với mô hình nuôi tôm. Còn tại tỉnh An Giang, gần đây, làng bè trên ngã ba sông Châu Đốc được khoác áo mới đầy sắc màu rực rỡ như cầu vồng, kỳ vọng sẽ góp phần giúp cho ngành du lịch An Giang có thêm điểm mới, sáng tạo và thu hút khách. Các cơ quan chức năng cũng vận động người dân làng bè phối hợp làm du lịch phục vụ du khách, có thể bè cá này bán cà phê hoặc bè cá kia bán thức ăn sáng cho du khách nhằm giữ chân du khách ở lại trải nghiệm. Làng bè thuộc thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang trải dài trên 1 km là nơi nuôi cá nước ngọt nổi tiếng của tỉnh An Giang nói riêng và miền Tây nói chung. Khoảng 160 nhà bè trên sông được sơn đủ màu như cầu vồng từ đỏ, cam, vàng, lục, lam đến sắc tím, hồng rực rỡ bắt mắt. Khi đứng trên cầu Cồn Ti nhìn xuống, du khách sẽ thấy những mảng màu đang xen kết nối. Cảnh tượng tươi tắn mới lạ đầy rực rỡ này thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mê du lịch. Du khách có thể đi bằng ghe từ Châu Đốc hoặc đi xe đến thị trấn Đa Phước, sau đó xuống ghe để tham quan làng bè, trải nghiệm cuộc sống làng bè của người dân, cách người dân nuôi trồng thủy sản trong lòng bè, trải nghiệm môi trường sông nước. Vì sơn màu rực rỡ cho làng bè sẽ phát huy giá trị chuỗi tham quan du lịch. Miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, chợ Châu Đốc, làng bè Châu Đốc, làng Chăm Đa Phước, làng Chăm Châu Phong tạo điều kiện để người dân làng bè có nhiều thu nhập thông qua các dịch vụ đi kèm. Thưa quý vị, tạt đầu liên tiếp hai ô tô khi đèn giao thông vừa chuyển xanh, người phụ nữ đi xe đạp suýt nữa gây họa cho bản thân và tài xế xe bồn. Sự việc vừa diễn ra ở khu vực đường vòng Cầu Niệm ở thành phố Hải Phòng. Khoảng 16 giờ chiều ngày 16 tháng 9, ở khu vực đường vòng Cầu Niệm, thành phố Hải Phòng, khi đèn tín hiệu giao thông vừa chuyển xanh, các phương tiện bắt đầu di chuyển, thì một người phụ nữ đạp xe bất ngờ tạt đầu ô tô có camera hành trình, rồi tiếp tục tạt đầu xe bồn, mà không hề biết mình vừa rơi vào điểm mù của phương tiện này. May mắn là tài xế xe bồn đã kịp quan sát và phản gấp, nếu không đã có hậu quả nghiêm trọng. Vẫn là một tình huống giao thông do thiếu quan sát, tài xế xe ben đã tông thẳng vào một chiếc xe container đang chuyển hướng và hậu quả của cú tông này đã khiến cho tài xế xe ben trọng thương. Đoàn xe container nối đuôi nhau chuyển hướng. Chiếc xe container này chuyển hướng gần hết cua, bất ngờ xe ben tông thẳng vào cabin xe container. Cú va chạm cực mạnh khiến xe ben gần như bị lật nghiêng và hư hỏng phần đầu xe. Tài xế trọng thương.
Còn bây giờ là một tình huống giao thông đầy nguy hiểm được cho là xảy ra tại thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai. Một người đàn ông chở một người phụ nữ trên xe máy luồn lách vào khe hẹp giữa hai xe tải dẫn đến hậu quả khôn lường. Những người chứng kiến sự việc trên tại hiện trường đã nhanh chóng chạy tới hỗ trợ giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy một chiếc xe tải đang đứng xếp hàng phía sau một chiếc xe đầu kéo. Bất chấp việc chỉ có một khe hẹp giữa hai chiếc ô tô, một người đàn ông điều khiển xe máy vẫn cố lách vào. Khi hết ùn tắc, chiếc ô tô tải nhấn ga di chuyển, chèn lên chiếc xe máy, khiến cả hai người ngồi trên xe ngã ra đường. Người đàn ông lồm cồm bò ra vào thoát nạn, còn người phụ nữ vẫn mắc kẹt ở bánh xe. Cảnh tượng khiến người đi đường không khỏi sợ hãi lo lắng. Lát sau, vài người dân gần đó đã chạy tới hỗ trợ, kéo người phụ nữ ra ngoài. Cũng liên quan đến giao thông, hiện nay rất nhiều cư dân mạng đang bất bình với hành vi của một nam thanh niên đi xe máy, không những vượt ẩu mà lại còn hành hung người khác. Họ mong cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra người điều khiển xe máy để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo camera hành trình trên đường Nhật Chiêu, quận Tây Hồ, Hà Nội, phía đối diện có người đàn ông đi xe SH màu trắng cố tình lách lên, vượt một chiếc ô tô cùng chiều. Hành động này suýt xảy ra va chạm với một người đi xe đạp. Tuy nhiên sau khi đi được một đoạn, người đàn ông đi xe máy cho xe quay đầu đuổi theo và đá người đi xe đạp. Hậu quả người đi xe đạp ngã ra đường và đập đầu xuống đường. Người đàn ông này sau đó cũng nhanh chóng chạy đi. Thưa quý vị, nhiều năm qua, mạng xã hội đã trở thành kênh giao tiếp mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ quảng cáo, thu hút lượng lớn người dùng. Không ít đối tượng dùng mạng xã hội để lừa đảo, cung cấp hàng cấm và dịch vụ cấm. Ngay cả các dịch vụ tâm linh, bói toán, rồi bán bùa yêu, vật phẩm tài lộc hoặc là bùa làm ăn cũng công khai nhan nhản. Những vụ biến tướng trục lợi từ mê tín dị đoan nổi cộm gần đây như vụ cô đồng bổ cau đúng nhận sai cải, vụ lừa chữa bệnh trục vong cúng bái lấy hàng tỷ đồng v.v. Ngoài mất tiền, hiện nay hệ lụy âm thầm là vô số người mất niềm tin, mất sự tư duy độc lập vì mê tín tin vào các chiêu trò tâm linh online. Trên những nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook hay TikTok, không quá khó để bắt gặp những video như thế này. Trong thời đại số, xe bói hay xin số đề online cũng là một hình thức biến tướng mới của vấn nạn mê tín dị đoan. Tuy là nội dung độc hại nhưng lại thu hút lượng tương tác rất cao. Người dùng mạng phân vì tò mò, phân vì những lời buông thần bán thánh đánh vào tâm lý chung của nhiều người khi mà cuộc sống có quá nhiều áp lực đành phải nương nhờ vào tâm linh. Mình đang gặp một số vấn đề không suôn sẻ về chuyện tình cảm, cũng có thử mua một số vật phẩm tình để kích tình duyên trên mạng. Thường trên livestream á, mình thấy mọi người xin số đề online, mình cũng tò mò rồi cũng thử. Nhưng mà mình chỉ tò mò thôi, chứ mình thấy nó cũng tệ nạn. Chính nhu cầu tò mò, niềm tin sai lệch về tâm linh đã trở thành một trong những động cơ thúc đẩy con người tìm đến bói toán và thầy bói online. Các chuyên gia văn hóa lo ngại, các hiện tượng mê tín dị đoan trên không gian mạng có thể hình thành tâm lý mê bụi, tư duy lệch lạc, tiền đề cho những tệ nạn lừa đảo, trục lợi về tâm linh phát triển. Trong cái thời đại ngày nay thì mọi người gặp rất nhiều áp lực trong cuộc sống và cả trong gia đình và công việc nữa. Cho nên khi gặp những áp lực thì thường họ sẽ dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố tâm linh, tức là các bạn chúng ta hay thấy là họ sẽ siêng năng đi chùa, siêng năng đi đến các cơ sở thờ tự hơn để mục đích là họ. Và cái thứ hai là họ sẽ dựa vào cái vấn đề yếu tố về mặt xem bói, thì họ sẽ tin. Và nhiều khi là cái người coi bói họ muốn nói cái gì, họ muốn khuyên cái gì, thậm chí họ vòi tiền thì cũng sẽ rất là dễ dàng cho cái người được xem bói. Thì điều này rất là nguy hiểm. Việc buông thần, bán thánh của một số cá nhân trên không gian mạng thời gian qua đã trở thành một vấn nạn cần lên án. Dù là thế giới ảo, nhưng việc truyền bá mê tín dị đoan dưới bất kỳ hình thức nào cũng là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định. Hiện nay thì hoạt động bói toán trên không gian mạng diễn ra rất nhiều và rất khó kiểm soát. Nhiều đối tượng đã lợi dụng tín ngưỡng để mà trục lợi, không những là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Người thực hiện hành vi hành nghề mê tín dị đoan sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu mà còn vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan. Luật pháp đã có chế tài, nhưng thực tế nạn bói toán, trục lợi tâm linh trên không gian mạng vẫn rất khó kiểm soát, bởi có cầu thì có cung. Mỗi một hành động like, share của người dùng mạng chính là sự tiếp tay cho hoạt động tiêu cực này phát triển, tạo điều kiện cho đối tượng xấu tạo ra các dịch vụ tâm linh trái pháp luật.
mọi người cần nên tỉnh táo, không nên đặt nặng yếu tố về bói toán. Và cái quan trọng nhất, cuộc sống này luôn luôn là sự giao thoa giữa cái mặt tốt, mặt xấu. Yếu tố quan trọng là tự mỗi bản thân con người tìm ra chân lý cho bản cho chính mình. Xem bói online hay đánh số đề online không chỉ làm tổn hại kinh tế mà còn làm nảy sinh tâm lý hoang mang, ỷ lại, trông chờ vào vận may từ bùa phép, dẫn đến những hậu quả khó lường. Việc bài trừ mê tín dị đoan trên không gian mạng chỉ thành công khi mỗi người dân có tư duy tích cực, có hành động đúng đắn và lối sống lành mạnh, nhìn nhận đúng bản chất về các hoạt động tâm linh, không tin theo bói toán vô căn cứ để mê muội tiền mất tật mang. Đến đây thì Đào Duy và Bích Hồng rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị khán giả. Mời quý vị trở lại với bản tin nóng 24 giờ vào lúc 18 giờ ngày mai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Còn bây giờ Đào Duy và Bích Hồng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin sau.